MGC xin chào các bạn. Mình là Ngọc Thịnh, đến từ Ngọc Shop và cũng là thành viên của series MGC 1. Thì sau hôm nay mình sẽ làm clip màu của MGC 44 đến từ hàng trong chung nhé. Đây là hộp cưới của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo cái hộp giấy, mình giấy màu xanh trời ra. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái hộp của nó mà hộp như này. Thì bên trong hộp MGC sẽ bao gồm thứ nhất đó là cái cột MGC 44 MGC Secret công việc. Thứ hai đó chính là cái bộ phụ kiện của nó. Bộ phụ kiện đi kèm thì bao gồm những gì? Đây, mình sẽ đổ hết ở đây nhé. Thứ nhất đó là một cái tua vít để chỉnh ốc 44 đến từ hàng trong chung màu đỏ như thế này. Tiếp theo đó là thứ nhất là bộ nam châm đi kèm để tăng lực của nam châm, nếu các bạn thấy lực của cục MGC yếu thì các bạn có thể cắm thêm cái này hoặc là đột nhé. Thứ hai đó là hai bộ lò xo để thay thế, đó là bộ có dấu cộng dấu trừ, cộng là để tăng lực thì ném lò xo và trừ là giảm cái lò xo nhé, so với cái mức hiện tại. Và cuối cùng là tờ giấy hướng dẫn giải 44 đến từ hãng trong chung như này.